Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về at Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về AT Biso Prolo cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần Biso Prolo. Dạng bảo chế Viên nén Công dụng Biso Prolo chính là một loại hoạt chất có tác dụng ức chế một cách chọn lọc thụ thể a 1 adrenergic Nó không hề có hoạt tính nào ổn định màng hay thậm chí là đối với cường giao cảm nội tại. Khi dùng liều thấp, Bisoprolo sẽ làm ức chế chọn lọc cho quá trình đáp ứng lại sự kích thích của A2 adrenergic bằng cơ chế ức chế cạnh tranh với thụ thể nó tại tim. Trong cùng lúc nó tác động vào thụ thể adrenergic vào các cơ trơn của mạch máu và của phế quản trong phổi. Khi dùng với liều cao thì tính chọn lọc của nó sẽ bị giảm. Chỉ định dùng thuốc Thuốc được dùng nhằm kiểm soát hiện tượng tăng huyết áp và đau thắt ngực. Ngoài ra thuốc này còn có tác dụng để hỗ trợ điều trị với bệnh nhân bị suy tim mãn tính ổn định. Cách dùng Tăng huyết áp hoặc đau thắt ngực Liều thông thường là 5-10mg, mỗi ngày dùng một lần, liều tối đa không được quá 20mg mỗi ngày. Bệnh suy tim sung huyết Liều khởi đầu là 1,25mg một lần mỗi ngày, khi dung nạp tốt, tăng gấp đôi liều dùng sau một tuần. Và sau đó tăng liều từ từ thành từng đợt cách nhau khoảng 1 đến 4 tuần cho đến liều tối đa được dung nạp. Liều tối đa không quá 10 mg một lần mỗi ngày. Chống chỉ định. Thuốc được chống chỉ định đối với những người bị suy tim cấp tính hay trong các đợt suy tim khi phải điều trị bằng thuốc co cơ tim tiêm vào tĩnh mạch, chống chỉ định đối với người bị sốc tim. Không sử dụng thuốc bisoprolol với những người bị hội chứng suy nút xoang, không dùng thuốc đối với người có nhịp tim không đến 60 lần mỗi phút. Thuốc này không nên sử dụng đối với người bị huyết áp thấp, người bị hen phế quản nặng, mắc nhức phổi tắc nghẽn mãn tính. Những người ở giai đoạn cuối của bệnh tắc nghẽn động mạch ngoại biên hay u tế bào ưa chrome không được uống thuốc này. Ngoài ra còn những người bị nhiễm toan chuyển hóa và những người bị mẫn cảm với các thành phần có trong thuốc cũng không được sử dụng. Không sử dụng cho phụ nữ mang thai và đang cho con bú. Thận trọng dùng cho người lái xe và vận hành máy móc. Tác dụng phụ Đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, dị cảm, giảm xúc giác, buồn ngủ, lo âu, bồn chồn, giảm năng lực hay trí nhớ, khô miệng. Hồi hộp, nhịp tim chậm và các rối loạn nhịp khác, lạnh đầu chi, mất thăng bằng, hạ huyết áp, đau ngực, suy tim sung huyết, khó thở. Trầm cảm, mất ngủ, dị mộng, buồn nôn, nôn, đau dạ dày, đau thượng vị, đau bụng, viêm dạ dày khó tiêu, tiêu chảy, táo bón. Đau cơ, đau khớp, đau lưng cơ, co cứng bụng, co giật, run. Phát ban, kích ứng da, ngứa, đỏ bừng, chàm, đổ mồ hôi, rụng tóc, phù mạch, viêm chóc da, viêm mạch ở da. Rối loạn thị giác, đau mắt, nặng mắt, chảy nước mắt bất thường, ù tai, đau tai, bất thường vị giác. Bệnh gút, Ho, khó thở, viêm họng, viêm mũi, viêm xoang, hen suyễn, co thắt khí quản, viêm phế quản. Giảm hoạt động tình dục, bất lực, viêm bàng quang, đau quặn thận. Suy nhược, mệt mỏi, đau ngực, khó chịu, phù, tăng cân. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc. Nhà sản xuất. Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm AT Biso Prolo, đồng thời biết cách sử dụng AT Biso Prolo sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham